Chương một, Hôn lễ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời ở thành phố Hát, tại một khu ổ chuột cọc cọc ái mi, đến giờ phải đi tới nhà thờ rồi, giọng một người phụ nữ trung niên cất lên. Cạch cạch, mẹ con chuẩn bị xong rồi, giờ là giọng một thiếu nữ tầm 20 tuổi, ts. Đoạn này là lúc đi đến nhà thờ nên ca viết. Tèn 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 tèn, tèn 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 tèn, cô dâu bước vô cha sướng hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chứng giám cho tình yêu của Trương Ái Mi và Lạc Thiên Ân. Lạc Thiên Ân con có đồng ý sẽ bảo vệ, yêu thương Trương Ái Mi đến suốt đời hay không? Lạc Thiên Ân. Con đồng ý, cha sứ. Trương Ái Mi con có đồng ý bảo vệ, yêu thương Lạc Thiên Ân đến suốt đời hay không? Trương Ái Mi. Con, cạch một thiếu nữ bước vào mặt bộ váy cưới giống hệt ái mịt tuyết. Trương Ái Mi cô nghĩ cô đang đứng ở đâu vậy? là thiên ân. Tần tuyết sao em lại đến đây? Vị thiếu nữ này không ai khác chính là tiểu thư họ Tần, cô con gái độc nhất vô nhị của tập đoàn Tần Thịt Tuyết. Chạy tới chỗ của ái mi chắc, con khốn trương ái mi mày dụ dỗ bao nhiêu đàn ông rồi, sao mày còn dụ dỗ cả anh thiên ân? Hôm nay tao phải lột bộ mặt giả của mày, tất cả những người có mặt trong hôn lễ đều kinh ngạc tách tách hàng loạt tiếng máy ảnh chụp liên tiếp. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com linh trực tiếp ở phần mô tả